Xin chào các bạn, hôm nay đại lý American Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái nắp rửa bồn cầu gắn nắp rửa điện tử mang cái mã hiệu là VKB2009 kết hợp với nắp VKB7SR1, thì cái mã của nó sẽ là VKB-2009BR. Thì cái bản phẩm bồn cầu này thì là bồn cầu một khối của American, và bồn cầu này nó thuộc vào dòng Lamoda, và nó công nghệ của nó là công nghệ sạch xoáy và nó kiểu là kiểu thoát xuống sàn nhà. Và cái bồn cầu này thì nó có cái kích thước chiều ngang chiều dài của nó là 760 cm, chiều dài và chiều rộng là 410 và chiều cao là 620. Cái nắp rửa điện tử này thì nó có công nghệ vòi phun của hai chế độ là rửa xe đại và chế độ rửa cho phụ nữ. Và sản phẩm này thì cũng có cái sử dụng điện là điện 220V và nó thể điều chỉnh được tới 6 mức độ đó, điều chỉnh. Bồn cầu thì dùng chế độ xả nhấn hai chế độ, và cái bồn cầu American này á, thì nó đang được bán tại đại lý American Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website tdm.mn để đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, xin chào và hẹn gặp lại.